Tôi tên là Nguyễn Thị Thùy Linh. Hôm nay tôi đang đi du lịch chuyến đi Hà Nội Sa Pa cùng với công ty Bảo Minh. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm đi lên đỉnh Fansipan Bang và đi vô làng gốm Bát Tràng. Công ty đã cho tôi một cái thực nghiệm rất là bổ ích và rất là thú vị. Tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo công ty, cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi một cái cuộc đi du lịch hết sức vui vẻ như chuyến du lịch này. Xin chào tất cả mọi người. Thì em tên Duy. Thì 3 ngày qua đã được đồng hành với công ty Bảo Minh. Thì đầu tiên thì em xin cảm ơn, chân thành cảm ơn đoàn du lịch, các anh em công ty Bảo Minh đã tạo một cái không khí vui chơi cho các anh em đại lý có một 3 ngày trải nghiệm thật tuyệt vời từ Hà Nội đến Sa Pa. Thì nhân đây thì em cũng xin chúc công ty ngày càng phát triển bền vững, chúc cho Bảo Minh ngày càng tiến xa hơn nữa. Em xin cảm ơn. Xin chào các bạn, tôi tên là Tuyền, tôi đến từ đại lý Minh Thị của tỉnh Tây Ninh. Hôm nay công ty Bảo Minh dẫn các đại lý cùng tôi đi tham quan Sa Pa và đi thăm Lăng Bác. Tôi rất cảm ơn công ty đã cho các thành viên trong đoàn một chuyến đi thật là thú vị và ý nghĩa. Rồi đây xin chúc cho công ty sẽ luôn ngày càng phát đạt và ngày càng phát triển hơn nữa. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị và cả nhà mọi người, tôi tên đầy đủ là Vũ Thế Yên, ở thành phố Hồ Chí Minh, là kinh doanh tại Lâm Đồng. Thì qua vấn đề kinh doanh thì được công ty ưu ái cho đi là trải nghiệm du lịch tại Sa Pa, Hà Nội, từ phố cổ, đặc biệt là đến đây là cái làng Bát Tràng, để tái hiện lại những cái di tích lịch sử ngày xưa ông bà và cha ông ta đã dựng nước và giữ nước. Về cá nhân và bản thân tôi không biết nói gì hơn hết là xin cảm ơn đến các cái quý vị công ty đã chiếu cố và tạo điều kiện giúp đỡ cho chúng tôi, đoàn chúng tôi để tham quan lại, ôn lại cái lịch sử của đất nước cũng như là trải nghiệm của bản thân để về rút cái kinh nghiệm và cũng như là để trau dồi cái đạo đức và tâm tư để hướng cho giáo dục và sau này có việc con cháu ở tại quê hương ở thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Tiền Giang và An Giang, Tây Ninh. Nói chung là chúng tôi và chúng tôi đi vừa rồi là thu được rất là nhiều kết quả và cũng rất phấn khởi. Một lần nữa tôi xin cảm ơn đến công ty Bảo Minh và chúc quý vị ở trong đoàn là có một sức khỏe dồi dào, mang một cái niềm tin mãnh liệt để về quê hương mình và miêu tả lại cũng như là hướng cho mọi người đi đến những cái truyền thống của cha ông hiện nay. Chúng ta hiện có và lưu tồn giữ đến giờ này thì phải nói là tuyệt vời. Chúng tôi rất là vui mừng và phấn khởi. Xin một lần nữa xin cảm ơn.